Ôi trời ơi. Này. Này. Trận chiến không hồi kết với đau bụng đi ngoài. Sao ăn? Bao giờ bạn cảm thấy mình giống như một vị tướng trên chiến trường tiêu hóa, đang chiến đấu với những trận đầy hơi, khó tiêu và những lần chạy không phanh, nhưng bữa ăn không mời mà đến hàng ngày. Nếu có, thì xin chúc mừng bạn, bạn không cô đơn trong cuộc chiến này. Theo thống kê của Bộ Y tế, tỷ lệ viêm đại tràng mãn tính ở Việt Nam đã lên đến 4 triệu người. Đây là con số rất đáng báo động. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói rằng có một đồng minh đắc lực sẵn sàng giúp bạn giành chiến thắng trong cuộc chiến này? Đó chính là Bifina, một sản phẩm men vi sinh đến từ Nhật Bản, nơi mà người ta không chỉ giỏi trong việc làm sushi mà còn biết cách chăm sóc hệ tiêu hóa như chăm chút một tác phẩm nghệ thuật. Bifina EX không chỉ là một sản phẩm men vi sinh thông thường, mỗi gói Bifina EX là một đội quân mạnh mẽ với 10 tỷ lượng khuẩn Bifidobacterium, 1 tỷ lượng khuẩn Lactobacillus và chất xơ hòa tan. Đây không phải là một con số khô khan, mà đây là hàng tỷ chiến binh lợi khuẩn, là những cận vệ trung thành, sẵn sàng bảo vệ vương quốc tiêu hóa của bạn. Nó không chỉ kích thích lợi khuẩn phát triển, mà còn giúp hệ tiêu hóa ổn định, hoạt động trơn tru, chấm dứt các cuộc biểu tình trong tiêu hóa, rồi giảm đỡ hẳn các triệu chứng như là đau bụng, đi ngoài, đầy bụng, chứa hơi và vô vàn những khó chịu tiêu hóa khác. Nhưng điều gì làm cho Bifina X thực sự vượt trội trong vô vàn các loại men vi sinh trên thị trường? Đó chính là khả năng sống sót của lợi khuẩn lên đến 90% khi đi vào ruột non và ruột già. Đây chính là vũ khí bí mật của Bifina sẽ thật sự giúp cho người bệnh chấm dứt nỗi ám ảnh tái đi tái lại. Vậy thì nếu các bạn hoặc ai đó đang đối mặt với những cuộc tấn công từ các bệnh viêm đại tràng thì đừng lo lắng, hãy dùng Bifina ngay hôm nay để thấy bụng dạ của bạn nhẹ nhõm hơn mỗi ngày.